Rồi, hello, xin chào anh em. Thì hôm nay mình lại tới một cửa hàng mới để review một số con xe mô tô và xe máy đây cũng rất là rẻ thôi anh em ạ. Thì đây là cửa hàng mua bán mô tô xe máy Chí Dũng nha anh em. Địa chỉ đây ha. Địa chỉ là 399 Hà Huy Giáp, quận 12. Đó, anh em. 399 Hà Huy Giáp, quận 12. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong để review cho anh em từng cái con xe một ở đây nhá. Xe ở đây thì rất là nhiều luôn, có cả xe mô tô ha, mô tô cổ thì beo hai máy này, có một máy này. Cái dòng xe này rất là mềm, giá mềm cho anh em mới tập chơi. Anh em nào mà quan tâm thì em cứ tới cửa hàng để xem xe nhá. Cả cửa hàng thì cũng có trả góp luôn anh em nhá. Đấy, ok. Thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình đăng ký kênh và nhấn chung cái thì khi nào có nhiều xe về mình làm đi lên video để cập nhật cho anh em ha. Đây, mình sẽ quay lại cho anh em nó kỹ hơn ha. Ok. Đây. Đây thì cửa hàng của anh Dũng này thì mới chuyển vào đây mà cũng chưa được làm được biển lớn, biển cái bảng hiệu lớn anh em nhá. Đấy, mới chuyển về nên mà nhờ mình lên review cho anh nhá ha. Đấy, 399 Hà Huy Giáp cho anh em, quận 12. Đây, xe giá gì á ha, xe cũ ở đây chủ toàn là xe cũ, giá rất là mềm luôn, có xe cao tiền trong kia. Đấy, trong kia thì mình có thấy một con CBR này. Đấy, CBR 150 với một con như CB 1000 anh em ạ. Đấy. Đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào bên trong để review cho anh em nhé. Anh em nào mà quan tâm thì cứ tới địa chỉ đó nhá. Số điện thoại là 0933 66 7598 nhá. Và mình sẽ để cả trên góc màn hình để cho anh em tiện theo dõi nha. Ok. Thì anh em có thể thấy trong này này, đó. Xe thì rất là nhiều loại xe, từ xe đờ rem, xe tay ga, xe đờ rem, xe tay ga và một số xe mô tô như này, xe mô tô để cả bên trong nha anh em nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vào bên trong, thì review ra cho anh em nhé, để mình quay cho anh em một lượt để anh em xem luôn nhá. Đây có CBR này, CBR 150, CB 1000 nhá. Đấy, ok. Thì đây có SH này, đầy đủ luôn, SH Ý, SH Việt. Nhìn có đầy đủ hết nha anh em nhé. Đây, anh em có thể thấy ha. Đây, đây, tay ga rất là nhiều luôn. Có AB này, Vision. Đấy. Ok ha. Đấy, Vespa cũng có luôn ha. Đấy. Hầu như ở đây thì rất là nhiều xe. Hầu như là đầy đủ cái dòng xe cho anh em luôn. Đó, từ xe số này, xe tay ga, xe mô tô. Bây giờ mình sẽ vào bên trong ha. Để mình nhờ anh cũng này báo giá cho anh em luôn ha. Rồi. Rồi bây giờ em vào bên trong anh báo giá cho em ra đây cho anh em ha. Để cho anh em biết luôn này. Đấy, xe rất là nhiều luôn mà giờ mà ghi giá ra thì cũng hơi bị lâu xíu nên thôi để anh báo giá luôn cho nó nhanh ha. Đó. Báo giá xe gì trước anh ha? Anh báo hết lượt luôn anh. Giờ mình báo từ mình trong ra luôn ha. Đó. Mình có thấy xe này đó, xe rất là nhiều dòng xe nha. Rồi ok, ok. Đó, thì đây mình báo mấy con xe mô tô chứ anh em ạ. Ở ngoài trước còn mấy chiếc nha. Đây. Ok, chiếc đầu tiên này ha. Cái này là gì ta? Ồ, kiểu này mà cũng thấy đổ in nè ha. Đấy. KTM. KTM. KTM 329 á, 125 nha. Con này 125 anh em nha. Cái này dành cho mấy anh em nào tiền ít mà thích chơi mô tô thì chưa có thì chơi cái dòng này cũng được ha. Đó em ha. Cái này giá nó chỉ có bán có 12 triệu thôi. Wow, giá rất là mềm luôn nhá. Có 12 triệu anh em ạ. Đó. Đúng là xe tất cả xe đều giấy tờ đầy đủ hết anh em ạ. Đó. Muốn sang tên hỗ trợ sang tên luôn. Đó anh em thấy không? Giá mềm mà còn hỗ trợ sang tên cho anh em luôn á. Nếu anh em cần nhá. Đó. Đó, quá mềm luôn. Ha. Đây Suzuki GZ. GZ đời 2008 nha, xe nhập mà độ cà phê lại rồi nha. Ờ. Suzuki GZ anh em nhá. Đó. Máy Suzuki thì anh em khỏi bàn này ha, máy cực kỳ êm luôn. Con này thì độ lại in này nè. Đó, mình thấy độ lại in này ha. Còn cái đằng trước này thì giữ nguyên rồi phải. Độ đèn lại thôi ha. Đèn nó đèn lại. Cho nó ngầu ngầu một tí. Thì nó thì cho mấy chú lớn lớn rồi. Chú lớn tuổi ha.
độ này. Rồi, con này bao nhiêu anh à? Con này để anh em 15 triệu 500 thôi. 15 triệu 500 anh em nhé. Đấy. Wow, 15 triệu cũng như xe mô tô cũng mười mấy triệu anh em ạ. Nếu anh em mà đam mê xe mà chưa có đủ tiền chơi xe lớn á, mình chơi cái xe nhỏ này nè ha. Đấy, ok ha. Xe Jin thì nó có hai mấy triệu anh em thì chơi, tại vì xe nó độ. Rồi. Thì báo chỉ có giá đó thôi. Rồi, ok. Đó. Mang mua về hết chơi chán quay đầu đây gọi chút xíu à. Đó. Nói chung là bao quay đầu cho anh em nhá. Anh em quay chơi chán lại quay đầu thôi. Đó, thấy không? Ok. Đây con chị... Li Fang này. À Li Fang. Li Fang. À, đó, con này 125 hay 150 anh ạ? 125, 125 nha anh em nhá. Đó. Đi thằng 125. Con này giá bao nhiêu ha? Giá đó 12 năm thôi. À nhưng 125. À 12 năm đây anh em nhá. 12 triệu. Bao em nha. Bao em luôn anh em luôn. 12 triệu 500 luôn anh em nhá. Bao em. Đó. Ngoài nó hơi xấu xíu anh em thích chơi. Đó. Phê hay là kêu con em chơi như thế nào đó anh em đổ cái đó nha. Đó. Bán chỉ 12 triệu 500 thôi. Bao chất luôn. Em ru. Đó, nên anh em nào xe quá mềm anh em ạ, nào mà thích đẹp nó về mình dọn lại thì hơi bị ngon rồi ha. Xe đấy. Tại vì lấy về mà không có bị dọn á. Rồi, ok. Để nó hơi bụi bặm. Rồi. Dọn để. Rồi. Anh em mà bán anh em về thích chơi cũng cắt lên cứ dọn ha. Rồi, ok. Đó, qua đây con Rebel à. Trên 70 nè. À Rebel. Rebel 170 nha anh em nhá. Xe này em xuống phố chính chủ chứ không chứng center một thường nha anh em ơi. À thì em bị hầm luôn, con này thì cũng mới đem mình ra sạc cái nổ luôn, ok. Đó, máy nghe rất đã anh em, như kiểu hạt lây á, ok không? Máy hai vô hai máy nha anh em. Đó, vô 20 luôn nha, xe thành phố chính chủ xe lên được nha anh em. Đó, hai máy nha anh em, đi thành phố luôn. Ha. Đấy. Chủ xin center hỗ trợ rút gốc anh em ở tận luôn. Đó. Có hỗ trợ rút gốc nha anh em nhé. Đấy. Xe động cơ hai máy nghe rất là sướng luôn. Ha. Đi hơi bị ngầu nha. Đó. Mà này mấy chú lớn tuổi hay hỏi mình cái con này nè ha. Đó. À có giá con này bao nhiêu anh à? Xe này ra bán 36 triệu. À 36 triệu nhá. À, con này thì 36 triệu. Đấy. Đó, thấy không? À, rất là ngầu luôn, hai đĩa trước nha anh em. Đó. Cực kỳ hầm hố ha. Đó, ok. Đó, tiến đến dòng khác em mà. Li Fang 110 nè. À Li Fang 110. Đấy. Xe này nó cũng giống như cái mấy cái kiểu mà Win độ vậy đó ha. Rồi. Li Fang. Trời cũng mấy bao em luôn. Đó. Sơn phố luôn nha. Biển thành phố luôn ha. Đó, giấy tờ đầy đủ luôn. Anh em 7 giá này bán anh em 7 triệu rưỡi thôi. Đó, 7 triệu rưỡi đấy anh em ạ. Wow. 7 triệu rưỡi, chúng bằng con xe Win, Win tàu, Win tàu cũng cá cả đó thôi anh em ạ. Xe Win của nó nha. Đó, xe Win luôn anh em nha. Cái này là Win của nó hết nè, nó lâu xe hết. Đó, nhưng mà nhìn con này dáng ngon hơn Win nhiều anh em ạ. Đấy. Đó, mấy cái Win mô tô rồi giờ đang độ lên. Đó. 9-10 triệu rồi. Đúng rồi. Xe này bán anh em 7 triệu thì anh em sẽ bỏ lên 1-2 triệu nó dọn lên ken rồi. Rồi, 7 triệu thì nó là quá ngon rồi. Đấy. Rồi, ok. Kéo con kéo bên cũng cùng thể loại luôn. À. Con này thì nó lực hơn tí thì bán em nhỉnh hơn 500 thôi. À. Máy cũng bao em luôn nha em, cũng Li Fang luôn. À, cũng Li Fang luôn ha. 110 á. À cũng Li Fang 110 luôn em nhá. Đúng rồi. Đó. Mình thấy bình xăng giống con EN thì đó. Đó. Màu đen nó giống kiểu Suen thì. Suen của Suzuki á. Rồi. Hai cái này là cùng thể loại với nhau thôi. Cùng thể loại ha. Con này thì nó hơi độ lại. Con này con này đắt hơn 500 ha. Đúng rồi. Là 7 triệu rưỡi ha. Đẹp hơn tí. Còn bên chưa dọn. Rồi, ok. Đây còn con này là Bentley là 2013 150. À Bentley. Xe có đầu ngồi chưa lớp, xe đẹp thẳng không lỗi gì hết. Đấy, trước mình cũng đi con này anh em này đó. Con này thì nó trước là phục upside down anh em nhé. Bánh đúc. Bánh rất là to luôn á. Đấy. Nhìn kiểu chắc chắn hơn cái con 150 đời mới bây giờ nha anh em. Đó, xe rất là đẹp luôn. Con này thì biển số thành phố là 2013 nha, chính chủ ngay công chứng center rút gốc là bán nha. Đó, 23 luôn ha. 500 thôi. 24 triệu 500 anh em nhé. Đó. Ngang cái ad thôi. Đó. Mà đi con này là hầm hố không chịu. Đó, con này thì trước sau bánh mâm đằng sau thắng đĩa luôn anh nhỉ. Đó. Sau đĩa luôn. Trước sau thắng đĩa luôn. Đó, phục upside down anh em nhé. Nhầu luôn nha. Sau mình nhầu mình cũng ngầu nha, vô bự, hầm hố. Con này dáng nó dáng là hầm hố luôn anh em ạ. Đó.
Nếu anh em nào mà đi con Bentley mới bây giờ thì nó không có cửa với con này, thì con này nhìn hầm hố đẹp hơn nhiều. Đó, xăng bự luôn. Đó, con này bình xăng như 16 17 lít. Rồi. Ok. Rồi, báo luôn mấy con quay cho anh em luôn nè. Đó. Wi-Fi các bạn. Đó. Wi-Fi này Wi-Fi gì nha. Xe này thì đầu nó chưa rớt, chuyện chân bạc đồ còn đẹp. Nó lóc lấy của còn đẹp lắm, xe zin hết. 16 triệu nha. 16 triệu nha anh em. Đó, quên pha. Lóc này anh em nè. Đó. Còn đẹp lắm. Xe còn đẹp rất là cứng luôn anh em ạ. Còn cái bên này cũng bên cùng cái loại, nhưng mà xe nó làm giá nó rẻ hơn nhiều. Con này bán chỉ có 12 năm thôi. Xe này chủ công chứng hết nha. Rồi rồi. Phố luôn. Đó. Có làm rồi về. Quay pha luôn, lên nó giết tiếp. Rồi. Lên nó giết tiếp là cuộc xịn nha. Rồi. Đó, bán 12 năm luôn, em lóc đen nha. 12 năm em nhé. Đó, ok. Rồi, mình hai con này. Con nhỏ này thì cứ quay rồi. Sơ lược đi. Rồi, sơ lược thôi, những đồng lộ giá thì coi, giá con này. Rồi, ok. Rồi, con nào nữa đây? Con này là ô tô hay là con khối lớn này? Rồi. Con này 300 thôi. Con này 300 thôi, 59A này anh em à. Đó, 300cc. Đấy. Mà trên mô tô thì ví dụ như thích quan tay ga thì quan này cũng được. Đó. Nhưng thích chơi mô tô mà không cần vô số thì con này là tuyệt vời nè. Đó, 300cc nha nhá. Ờ, mình thấy có ABS nha anh em nha. Đó. Đó. Con này là 2018 luôn nha anh em, mà xe này cũng nhìn khá luôn nha. 2018 hả? Đó. ABS trước sau. Ồ. Trước 3. ABS trước sau luôn. Đó. Đó, ABS trước sau nha. Đó, xe này ABS 300cc, con này bao nhiêu tiền anh nhỉ? Con này là đời 2018 nha, ABS. À, con này đang bán là 82 triệu. Rồi, 82 triệu. Đẹp là đi đúng đồng hồ là chỉ có 16 ngàn thôi. Wow. Ít đi lắm. Đây, 15 ngàn. 15 ngàn cây. Biến khóa còn đầy đủ hết nha anh em ạ. Đó. Sơn là bao zin hết luôn nha. Wow. Bao là sơn zin 100% hết. Đó, anh em ạ. Đây màu... Đó. 300cc đó, 8 mấy triệu đấy. Đó, nói chung là cũng có nhiều anh em cũng kiểu đi thành phố mà kiểu vô số bốc côn nhiều á, cũng mệt, nên là mà chọn con này cũng hợp lý này. Đó, mạnh 300cc nhá. Rồi, ok. Đó, 3 ABS. Điện thoại em thắng nha. Rồi, ok. Đó. AB nữa anh em nha. Đấy. Nói chung là ở đây thì đầy đủ các loại xe luôn, xe số, xe ga gì cũng có. Này, giá mấy con này có chạy góp hết nha anh em mình. Đó. Chạy góp thì có chạy góp hết nha. Đó. Chạy trên lên anh em số 3 mới hợp luôn. Đó, ok. Đó. Bút góc các kiểu là mình bút góc thì mình bút góc, còn trên lên thì mình hỗ trợ anh em luôn. Giá mấy con này sao? Thì con này là 2020 nha, AB 150. Con này 2020 luôn. 21 bánh tre chính chủ luôn. Dạ. Đang bán giá là 45 triệu nha. 45 triệu anh em nhé. 2020. Rồi, ok. Thì mới đi có khoảng 1 năm mà. Dạ. Rồi đi 5.000 cây rồi. Dạ. Bây giờ rẻ hơn số mới được có mười mấy triệu. Dạ. Thứ qua là AB 2016. 26 nè. 26 mà. 46. À, 47 nè. 47 luôn. Dạ. Xe này bán 25 triệu 500 nha anh em mình. Nó có hỗ trợ rút gốc nha, giá đó là bao rút một gốc cho anh em. Đó. Đó. Giá là bao rút hồ sơ rồi anh em nhá. 25 triệu 500 nha anh em nhá. Đó. Ok. 2017 nha. 2017 à, AB 2017 đấy. 2017 đang nhám nha, có mất cây nha. Đó. À, không, có remote chứ. Remote. À. Đang nhám bản đặc biệt mọi người. Đó, đó thì mình bán 27 triệu 500 nha. Bao rút hồ sơ cho anh em tỉnh nha. Hỗ trợ ship luôn nha. Đó, có ship xe luôn em nha. Đấy, ok. Xe nào còn okay. Cái bên cũng 2016 nha. À, con đi cũng 2016 rồi. Cam đen. Rồi, ok. Xe đó cũng bao rút hồ sơ luôn cho anh em mình luôn, 24 triệu 500 đó. 24 triệu 500 nha em. Đó. Đó. Ok. Còn em nào thích cái mẫu mà của cổ điển thì có AB Thái này. Này. À. Em nào thích AB Thái hay. Đó. Ai xe đời 2009 nha. Ờ, 2009, biển thành phố luôn nha má. Có một đời chủ luôn. Đó, ok. Mà máy móc mà bao zin nha, xe này đầu nồi chưa tháo hết nha. Đây. Bao zin hết, sơn zin đem zin luôn.
một đầy chủ luôn. Chủ này là ở kế bên nhà luôn, là mình biết cái xe này rất là kỹ. Rồi. Đó, xe này là bao nhiêu? AV Thái là 29 số máy 003 đầu đúng rồi nha. Rồi, ok. Giá đang bán là 42 triệu nha. 42 triệu nha anh em nha. FI nha anh em, mình đi hết nha. Rồi, ok. Bao nhiêu hết chưa là một món nào hết. Rồi. Đó. Còn em nào thích chơi hàng Việt Nam thì có hàng Việt Nam luôn. Rồi 2010 luôn, một cặp luôn. 2010. Okay. Xe này là xe thành phố, xe tên bình thường, chính chủ, bảo trợ xe tên trước góc. Xe đó đang bán là 18 triệu 500 nha anh em mình. 18 triệu 500 nha anh em nha. 18 triệu 500. Điểm thành phố luôn. Rồi. Xe cái bên là giá rẻ hơn, có 15 triệu 500 cùng đời. Đó. Đó, còn cũng trong là 15 triệu 500 nha anh em nha. Đúng rồi. Đó. Nói chung là mấy con này máy zin hết rồi nha. Máy zin hết, rồi, okay. Xe ngoài nó không được đẹp hơn thôi. Rồi, okay. Cái con ở trong là không xem tên được. Rồi. Con ở ngoài thì xem tên được, nên nó có giá hơn tí. Rồi, ok luôn. Còn lít là lít là 2017 luôn nè. À, lít 2017 ha. Đó. Ồ, xe này mới ra. Xe mới đi có mấy ngàn cây à. Mới keng thôi anh em ạ, anh em thấy lốc á. Ồ. Có đẹp luôn ha. Đấy. Số thành phố luôn, ba công chứng cho anh em mình nha. Đó, biển thành phố. Đây thì lộ con 28 chứ. 28 à. 28. Cái này 36 triệu 500. Đó, 36 triệu 500 anh em nha. Đó, mật cây. Ô đô mới có 9.000 thôi nha mọi người. Rồi. Quay dễ cho nên to nó mới. Ốc còn tán anh em thấy nào. Nó nha, đẹp luôn. Rồi. Ok. Rồi, nó có winner. Winner. Đây là Winner 2018 nha anh em ơi. À, Winner 2018 ha. 2018. Rồi, xe 2018. Okay. Xe này máy đầu nồi cũng 3 viên rớt luôn nha. Đó. Có 79 Nha Trang 79. Nha, có hỗ trợ sang tên rút gốc cho anh em nha. Đấy. Có 79 Nha Trang nha. Có hỗ trợ sang tên rút gốc cho anh em nha. Đó. Đàn áo zin hết, tem zin hết. Và bao anh em là đầu nồi chưa tháo luôn. Rồi, giá con này bao nhiêu hả? Để thắng thôi. Mấy cái đồ chơi chứ không có đồ zin hết nha. Rồi, ok luôn. Giá này bao nhiêu ha? Con này đang bán là giá là 27 triệu nha anh. 27 triệu anh nha. 27 triệu. Có hỗ trợ anh em rút gốc luôn nha. Rồi. Đây. Đây có xe rất là nhiều luôn anh em ạ. Đó. À, đây ra nút này, đó. 2018 à. 2018. Nhiều quá thường nha. Xe này đi đúng đồng hồ là 6.000 km. Đó, lên ngáo. 6.000 cây. Wow, trời ạ. Nổ anh em này. Sau là chưa tháo luôn. Xe rất đẹp luôn anh em ạ. Rồi anh thấy không? Dần mũ này, sáng từ cái mâm trở lên chưa thấy cái vết chày nào hết anh em nha. Dán keo nguyên con luôn về lộ. Rồi dán keo à. Rồi. Tán mà để cái chữ gió còn theo xe gai gió. Wow. Bổ là gai gió luôn ha. Gai gió còn tươi luôn. Lấy con này bao nhiêu ha? Con này thì 18.500 nha. 18.500 nha anh em nha. Đó, biển 68 nè. Ok. Tại vì mới xe mới đi có 16.000 km, đi có 6.000 km thôi. Rồi. Mới. Cái bên là Vision nha. Vision. Vision một cặp luôn em ạ, một cặp màu trắng nha. Đấy. Có là 2015 nha. Xe này cũng số thành phố luôn nha. Xe này đang bán giá là 22.500. 22.500. Hai con đều thì biển số thành phố luôn nha. Đó. Bên bên trong hay sao? Con kia khách cọc rồi. À, khách cọc rồi. Rồi, ok. Đấy. Đây là ABS luôn ha. ABS nha, là con người cuối 2018. Xe nó đi đúng một hồ 3.000 cây, nhận áo dán keo nguyên con luôn. Rồi nha. Là mới keng luôn. Xe nó bán 59 triệu nha. 59 triệu anh em nha. Đó. Biển 59 anh em ạ. Đó. 59 triệu. Rồi, ok. Đây là SH nha anh em nha. Rồi. SH này ha. Con này SH Ý ha anh em. Ở Việt Nam à? Ờ. Bỏ mẫu. Đó, bỏ mẫu rồi. Dạ. Bây giờ không còn xe mới đâu nha mọi người, xe cũ thôi. Wow, anh em thấy không? Xe này. Xe còn mới, đi đúng có 4.000 cây. Ốc tán này, ốc tán còn sáng luôn anh em nha. Đó. 4.000 cây. Sơn zin hết. Bao nhiêu trăm luôn. Ốc tán là còn trắng tinh cho anh em mình luôn, đi đúng đồng hồ. Có đẹp luôn nha mà. Ồ, 4.000 cây. Nhìn thấy mâm. Đó. Cái này đang bán giá là 108 triệu nha. Đó, 108 triệu nha em nha. Đấy. Xe mới. Nó còn có này. Đẹp luôn, rất đẹp luôn anh em ạ. Xe này trong cái rẻ thôi nha, 2018 nè. 2018 xe này.
18. Chính chủ luôn. Xe này em bán là 95 triệu thôi. Con này 95 triệu anh em nhé. 150 ABS nha. 18 ABS biển thành phố nhá. Ok. 150 ABS. Còn bên trong nữa anh em. Con phía trong là con này là 2015. 2015. Có smart key zin rồi. Rồi. 125. 125. Cái số 2 nhưng mà hôm nay mình xả lỗi nên 60 triệu nha. 60 triệu nha. Đó. Những xe này là bao nhiêu hết luôn rồi. Những xe công tác này là bao nhiêu hết. Xe là rớt là mình không có mua nha. Rồi. Ok luôn. Đó. 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 Đi thành phố. Đấy, ok ha. Rồi, ok. Cái này phun nồi nóc dán keo nguyên con, phun keo luôn nha. Dán keo hết cho anh em nhá. Okay. Về lột ra là rất mới luôn. Cái này cũng rất đi nha, đi với mấy ngàn cây thôi nha. Đủ 2 ký, 21 cây đô xe cũng hết nha. Dán keo chế cương này cũng rất giờ lột keo bao keo. Giá con này là... Con này thì đang bán 108 triệu luôn. 108 triệu nha anh em. Đẹp cho biến thành phố rất đẹp luôn. Nói chung là phun đồi nóc hết rồi. Đó. Ok. Con này 150. Rồi cuối 2013 để phun áo luôn. Xe này số thành phố một người chủ luôn, chính chủ luôn nha. Để quyền em đứng làm đầu luôn. Giá bán là 65 triệu nha anh em ơi. 65 triệu nha anh em. Đó. Ok. Biến thành phố. Giá có mềm luôn. 2019 luôn nha. 2019. Đó xe đó là lên quân nguyên nhà áo ý bình trước tới sau luôn á. Xe chủ mua về chứ có dần qua không đi. Đi được 700 km. Ồ mới đi 700 cây nhưng mà 700 cây không có km nào hết. Lên quân nhà áo hết. Anh em theo. Cái hãng xe đó là quá mới luôn. Xe mua trong hãng là 155 triệu yên người. Thì bây giờ không đi, có đi có 700 cây thôi. Thì như xe mới luôn. Bây giờ xe hãng không có và cũng có hết hàng rồi nha. Rồi đó đang bán là 118 triệu nha. 118 triệu nha em nhá. Mới đi 700 cây nha, như mới luôn. Đấy. Ok. Như mới giờ kiếm không có hàng đâu mọi người. Dạ. Bên này nè anh em. Đây là hàng ba cục 125. Ba cục là hàng là Ý, sẽ Ý mà là lắp ráp tại Việt Nam đó. Rồi. Bây giờ xe lên nha. Đây là 125 đời 2020 nè. Đang bán giá là 90 triệu nè. Rồi. Đó. 90 triệu nha anh em. Đó. Biến thành phố. Đó, 125. 125. Đó. Rồi, ok. Kế bên là SH 2013. Đây là SH 150. SH 150. 150 đã lên xe này sẽ zin hết nha. Số máy là cao là 110 đầu luôn. Xe này em đang bán là 218 triệu nha. 218 triệu nha anh em. Đó. SH ý nha. 2013 số máy đầu là 213. Rồi, okay. gần hết đời rồi đó. Rồi, ok. Kế bên là CBR. Con này thì có khách chọc rồi nha. Khách chọc rồi. CBR là khách chọc rồi. Cho qua luôn. Còn con kia là con CB 1000. Thanh lý là 206 á. Con đó thì 206 xe tên rút nhập toàn quốc nha anh em mình. CB 1000. CB 1000 biển thành phố hả? Đó là lý xe tên toàn quốc đó. Đó. Con đó thì nó độ lại cà phê rồi, con đó là CB Super 4 đó. Super 4 độ. Xe đó là em đang bán 135 triệu nha. 135 triệu nha em. Giá có mềm, nếu như mình sang tên toàn quốc luôn anh em nha. Anh em nói trong thành phố em bao sang tên ra cà vẹt luôn nha. Đó là em bao ra tên cho em tập giới hạn luôn, lấy đủ tiền nha. Anh em thấy không, biển thành phố này, đó. Nói chung là trong thành phố này thì bao sang tên như anh em luôn nè. Anh em ở tỉnh thì em bao rút hồ sơ cho anh em thì tự nhập nha. Đó. 135 triệu, bao tên. 135. Đã có mềm luôn anh em ạ. Cho anh em nào 1000 cc giá đó là xong tên được là giá mềm rồi nha anh em. Rồi, ok. Đây là SH 125. SH 125 anh em ơi. 125 là xe này xe của đời 2016, 125. Đó là số 84 Đại Vinh đó, xe đẹp nha, đồng nồi chưa rớt nha mọi người. Đó. Rất đẹp luôn anh em ạ. Đẹp luôn, xe này là không có lỗi bao, là không có lỗi lầm gì hết nha. Đó, ok anh em. Xe này em cũng bán là 62 triệu bao hồ sơ cho mọi người luôn nha. Đó, 62 triệu cho anh em, bao chút hồ sơ cho anh em rồi đó. Đấy, ok ha. Đây, anh cầm vào đây, nhập cái hồ sơ. Đó, ok. Đó, cái bên là SH 2020. 2020. Đó, ok. Post nha, post 2020 nha. 2020 luôn nha mọi người. Mới kiên rồi ven luôn.
biển số 60 Đồng Nai nha. Rồi. Bán là 54 triệu. Đó. Đó, 54 triệu nha em. Đó, biển Đồng Nai. Đó. Bao lúc gốc nha anh em nha. 54 rồi. Triệu bao 2020 luôn. Rồi, rất là cao đó. Đó. Bên kia còn một cặp 2018 nha. Đó. Đó, 2018. Hai con là đều 2018 hết. 2021 ha. Xe hai con là biển số 77 luôn. Đó, 2018 đời luôn. Bán đồng giá 77 triệu cho bao lúc hồ sơ nha anh em. 77 triệu anh em nha. Đồng giá bao rút hồ sơ hết. Bao rút hồ sơ hết ha. Về nhập số mới thôi, 77 triệu. 77 triệu. Đấy. Ok. Đồng giá 2018 á. Rồi, ok. Đấy. Có ở cái dòng đấy. Quá. Wow. Kim kén anh em ạ. Đấy. Xe này biển phái là 98 nha, biển phái 7 số á, lên dọn lên khuôn kiển luôn. Đấy. Nói chung là thay hết rồi. Đây cái đồ tiền dọn rất là nhiều nha anh em mình. Ồ, nói chung là con này dọn hết rồi. Đó, rất là nhiều luôn. Ông thấy là ồ, con heo Nissin, con heo 4 bít tông luôn hai. 3 bít tông xe của SH, heo SH. À, heo SH à. Heo SH, bộ phim heo nè. Đó. Bình heo 25. Ngủ ma nè. Trong một máy là lên hết rồi nha. Còn là cái lóc là của Supreme, cái lóc là của Liên Thái, cái sườn thôi. Đây, mình đôi luôn. Mầm thay hết. Dạ, mầm thay hết. Xe này anh em quan tâm thì alo nha, xe này em đang bán ba mấy, 30 mấy triệu nha anh em. Đấy, anh em. Đó. Đó. Nhiều lắm. Đấy, anh em thấy không? Đó, cục máy này. Cái đẹp luôn. Đó, ok. Rồi. Cái gấp, cái cục, cái gì là lên hết rồi nha. Đó. Đó thì còn được cái sườn thì nhiều hết không? Đó. Máy lắp số ở trong nha. Dạ, ok. Đấy, để cho anh em nào mà chơi thích chơi kiển. Đó. Ok. Đó, dòng xe phổ thông này, xe mấy chiếc bên ngoài này thì giá thế nào đây? Đây là dạng xe có vỏ ở ngoài. À, có. Mà xe đi đi lại mà. Đó. Đi làm rồi đó. Đó, anh em. Giá cả thì nói chung là mấy xe này thì chỉ từ 1 triệu thôi. Đó. 7 triệu có luôn. 1 triệu có. Đó. Ở nó này là nó 5 thôi nha. Nó 5 này đang bán giá là 11 triệu nha. Đó, 11 triệu nha em nhá. Đó, nó 5. Đó. Nó FI luôn. Đó. Đó, xe này xe 50 nè. Đó, đó 50. Chạy mô tô sợ quá đi xuống xe 50 luôn. 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi anh em nhá. Đó. Rồi, ok. Này SH là 20, cái này là Sirius là 27 nha. 27. 27 bán giá 12 năm thôi. 12 năm. Con này là 2012 nè. 9 triệu rưỡi nha. Rồi, 9 triệu rưỡi. Đó. Rim lùng à. Rim lùng. Xe này rim lùng, rim lùng Thái là 98 nè, xe nhập Thái nè. Rồi, xe Thái luôn. Xe này em đu luôn. Xe này bán 12 năm nè. 12 năm. Đó. Ok. Quay ông pha nè. Quay pha. Em biết cải đi bờ là 8 triệu nè. 8 triệu. Đó. 8 triệu luôn hồng giá. Đó. Ok. Con này là S9 triệu nha. S9 triệu. Rồi, ok. Đấy. Đấy, thì anh em nào mà quan tâm đến cái dòng gì thì anh em cứ tới địa chỉ là 399 nha. Đừng hay giáp đấy. Đây là ngã tư ga anh em nè. Đó. Đó, anh leo, em leo lên cầu chạy qua xíu là tới luôn. Đó. Ok. Đấy. Đấy. 399 đường Hải Giáp. Đấy. Phường Thành Xuân quận 12 anh em nhé. Đấy. Số điện thoại đây là 0933 66 7598 nhé. Mình có sẽ để trên góc màn hình luôn cho anh em dễ xem ha. Đấy, thì xe rất là nhiều nên mình chỉ quay sơ cho anh em. Nếu anh em nào quan tâm thì anh em cứ tới trực tiếp nhé. Xe rất nhiều nên mà quay chi tiết cho anh em thì hơi khó xíu nên chỉ báo giá qua cho anh em thôi ha. Đấy, ok. Xe cực kỳ nhiều luôn. Đấy, anh em từ thấy từ bên ngoài này vào trong thì chật nhà luôn anh em ạ. Đấy, ok. Thôi. Đấy, anh em nào mà muốn trao đổi xe giao lưu thì cửa hàng có giao lưu luôn nha anh em nhé. Đấy, có quay đầu xe cho anh em luôn. Nên anh em nào mà chơi chán này thì cứ mang xe tới ha. Rồi. Rồi bây giờ mình chắc kết thúc video tại đây thôi. Chắc cũng hơi bị dài rồi ha. Rồi để hôm sau mình có xe mới về xíu mình lên quay tiếp cho anh em ha. Rồi, bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em như tiếp theo. Anh em đã đăng ký kênh và nhấn chuông, mình sẽ tiếp tục báo giá xe hàng ngày cho anh em ha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.